khóa học 10 ngày chạy văn cùng chị Hiên là khóa học đã làm nên thương hiệu của học văn chị Hiên. Đến nay, khóa học đã chính thức bước vào mùa tuyển sinh thứ 5. Đây là khóa học yêu thích của hàng nghìn học sinh khóa 2K1, 2K2, 2K3, 2K4 trên toàn quốc với những kết quả vượt sức mong đợi. Hàng trăm học sinh đạt 8 cộng, 9 cộng mỗi năm, rất nhiều bạn đạt được 9,25 điểm, 9,5 và 9,75 điểm, đỗ vào các trường đại học mơ ước. Điều quan trọng nhất là khóa học 10 ngày không đơn thuần chỉ là một khóa học. Nó đã trở thành một phần trong sự nghiệp giảng dạy của chị Hiên và cũng đã trở thành một phần thanh xuân của hàng nghìn các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chị. Nếu là em có lựa chọn đồng hành cùng với chị Hiên trong khóa học 10 ngày năm nay để có thể có được cho mình một tấm vé, một cơ hội để vượt vũ môn thành công không? Xin chào chúng mình, chị đây, quay trở lại với chị. Thì trong phần này thì chúng mình sẽ cùng với chị tiếp tục tìm hiểu nhân vật bà Cụ Tứ. Nhưng mà có lẽ trước khi tìm hiểu nhân vật bà Cụ Tứ thì các bạn cũng đã biết là bà Cụ Tứ thì đã được bộ cho vào đề minh họa rồi. Thế nên các em yên tâm nhá, những phần nào rất là trọng tâm thì chắc chắn chị Hiên sẽ là người đồng hành cùng các bạn. Còn những phần không trọng tâm lắm thì chị xin phép được là người đồng hành cùng các em và mong rằng sẽ cùng nhau chia sẻ được nhiều thứ và mong rằng các bạn sẽ dựa vào đó để chúng mình có thêm nhiều cái phần liên hệ hơn nhá. Rồi, ok, chúng mình sẽ cùng với chị đi tìm hiểu luôn về nhân vật bà Cụ Tứ. Chị đang hơi bối rối một chút xíu bởi vì máy tính của chị Hiên là máy tính rất là xịn. Thế là nhiều khi là chị bấm và đang hơi bị nhầm lẫn một chút xíu đây. Các bạn thông cảm cho chị nhá. Rồi, các bạn tiếp năng lượng rồi thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị tiếp tục chiến đấu nhân vật bà Cụ Tứ nhá. Chị cứ đánh máy loạn cả lên, chắc là vì nhiều bạn đang xem quá nên chị zone các em ạ. Nên thông cảm cho chị một chút xíu. Rồi, vậy thì với bà Cụ Tứ thì chị muốn hỏi các bạn một câu như thế này. Chúng ta đã biết là mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống như thế nào không ạ? Tức là chúng ta biết là văn học và cuộc sống luôn luôn có một mối quan hệ với nhau. Và nói như Trấy Lan Viên ấy, thì ông ấy nói rằng là văn học là con đẻ của đời sống. Và nói một cách cụ thể hơn thì văn học chính là tấm gương phản ánh. Vậy thì chúng mình thấy được rằng người nông dân như bà Cụ Tứ, hay là như nhân vật Tràng hay như nhân vật Thị, để Kim Lân xây dựng cái hình tượng nhân vật đấy thì bước vào trong tác phẩm văn học thì người ta sẽ xây dựng như thế nào? Thì có lẽ là phản ánh toàn bộ những cái gì mà người nông dân sống trong cái nạn đói năm 1945 như chị Hiên đã trình bày với chúng ta. Nhưng mà qua cái lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ, đấy là Kim Lân, thì chúng ta thấy là người nông dân đấy trong tác phẩm của Kim Lân nó sẽ khác với người nông dân trong tác phẩm của Nam Cao. Nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng là, nhưng dù có khác đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn thấy được rằng một con người bước vào trong nhân vật thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ xây dựng nhân vật đấy từ ngoài vào trong. Cũng giống như nhân vật Tràng thì với bà Cụ Tứ chúng mình cũng đi tìm cái bên ngoài của bà ấy, giống như chúng ta cùng với chị Hiên tìm hiểu về cái phần giới thiệu nhân vật ấy, thì đấy chính là cái bên ngoài của nhân vật. Và cái bên ngoài đó sẽ giúp chúng ta hình dung ra cái vẻ bên ngoài của bà Cụ Tứ, và dường như nó sẽ dự báo được số phận của nhân vật này. Và những cái điều đó được nhà văn Kim Lân cho chúng ta biết ngay từ ban đầu rồi. Thì bây giờ các bạn cùng với chị tìm hiểu vào phần 1 nhỏ. Chúng mình sẽ tìm hiểu về cái vẻ bên ngoài của bà Cụ Tứ. Nói một cách chính xác hơn thì đấy chính là cách mà Kim Lân giới thiệu bà Cụ Tứ đến với bạn đọc, đến với chúng ta. Với bà Cụ Tứ thì vì đã thi rồi thì nên các bạn tập trung vào trong sách giáo khoa, thì chị sẽ chỉ ra những cái dẫn chứng và các bạn gạch vào trong đó luôn nhá. Nhân vật bà Cụ Tứ này, các bạn chú ý trong sách giáo khoa. Ở đây thì chị đang cầm sách giáo khoa nâng cao thì ở đây là trang 27. Còn nếu như bạn nào mà dùng sách giáo khoa thường thì chắc là ở trang 26. Thì bà Cụ Tứ ngay từ ban đầu được nhà văn Kim Lân giới thiệu, đấy chính là vừa cái tiếng ho húng hắng, rồi đó là dáng người lọng khọng bước vào, rồi miệng còn lẩm bẩm và đôi mắt thì hấp háy. Các bạn chú ý, ngữ liệu trong sách giáo khoa trang sách giáo khoa nâng cao thì chị đang xem đây là trang 27. Thì bà bước vào như thế thì chúng mình nhìn thấy là chân dung của bà Cụ Tứ như thế nào? Một người mẹ nghèo, một người mẹ nông thôn,
một người mẹ nông dân già yếu, nghèo khổ, nhưng nhìn sâu vào trong người mẹ đấy với cái dáng đi lọng khọng, với đôi mắt đang nhấp nháy vào mồm thì lẩm bẩm cái gì đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng à, đó còn là một người mẹ nông dân chất phát và hiền hậu nữa các em ạ. Cái phần này vì đã thi rồi thì nên là chị sẽ điểm qua và các bạn chú ý cho chị. Trong sách giáo khoa thì chúng mình sẽ thấy được rằng cái vẻ bên ngoài của bà cụ Tứ được nhà văn Kim Lân giới thiệu như thế này. À, một bà lão từ ngoài dạng tre lọng khọng đi vào. Đấy là cái dáng đi nhá. Đấy các bạn chú ý cho chị cái dáng đi. Dáng đi của bà lão. À, lọng khọng. Rồi miệng thì như lẩm bẩm cái gì đó. Miệng thì lẩm bẩm. Rồi, đôi mắt thì hấp háy. Rồi, còn điều gì nữa không? À, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm và tính toán gì trong miệng dặn đi lọng khọng. Đôi mắt thì hấp háy. Tất cả những điều đấy cho chúng ta một dấu suy ra. Và cái dấu suy ra này cho chúng ta thấy được. Đây, chị lại viết bị cách lên đây rồi. Suy ra. Đây là chân dung của một người mẹ nông thôn nghèo và một người mẹ nông thôn già yếu. Nhưng thông qua hình ảnh này thì chúng ta còn thấy đây là một người mẹ nông dân chất phát, thật thà và hiền hậu nữa các em ạ. Già yếu, nghèo khó, nhưng cũng chất song cũng rất chất phát và hiền hậu. Bị nhanh ạ. Rồi ok, chị sẽ nói chậm chậm lại một chút xíu, bởi vì hiện tại đây thì chị cũng đang không đọc được comment của bạn, chắc là chị sẽ ao lại, ao ra một chút xíu thì sẽ đọc lại được. Đó. Đây chính là cái vẻ bề ngoài. Nhưng thông qua cái vẻ bề ngoài này thì Kim Lân còn cho chúng ta thấy độ tuổi của bà cụ Tứ. À, độ tuổi của bà cụ Tứ thì không biết là các bạn có hình dung ra được độ tuổi của một người mẹ nghèo khó, già yếu như thế này. Thì theo như cái cách miêu tả của nhà văn Kim Lân ấy các em ạ, thì độ tuổi của bà cụ Tứ là cái tuổi gần đất xa trời. Thì các bạn nhớ thêm cho chị một cái yếu tố này nữa. Rồi. Độ tuổi gần đất xa trời. Được chưa ạ? Một độ tuổi của bà cụ Tứ là gần đất xa trời. Rồi ở đó nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái gia cảnh của bà cụ Tứ. Mẹ con nhà bà cụ Tứ sống trong một cái ngôi nhà lúp xúp như thế. Thì chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta học tràng rồi, chúng ta thấy là ôi bà nhà bà cụ Tứ rất là nghèo. Rồi thì con trai bà có nguy cơ ế vợ. Đấy chính là gia cảnh của bà cụ Tứ. Hay nói chính xác hơn thì chúng ta học về chàng, chúng ta đã tìm hiểu về gia cảnh của hai mẹ con người xóm ngụ cư này rồi. Thì phần này thì chị xin phép không được nhắc lại nữa. Ok không nào? Và chị vẫn sẽ để một cái dấu ở đây, tức là gia cảnh. Cái này thì chúng mình thừa biết rồi, thì chị sẽ không nhắc lại nữa được không nào? Bởi vì chúng mình học chàng, chị Hiên đã dạy rất kỹ rồi. Và thông qua tất cả những cái điều này thì chúng ta thấy có một điều là à, Kim Lân đã đặt bà cụ Tứ vào một cái hoàn cảnh đặc biệt, cái hoàn cảnh vô cùng là éo le. Đấy chính là trong cái cảnh nghèo đói như thế thì con của bà lại nhặt được vợ. Và khi nhặt được vợ như thế thì có lẽ rằng cái diễn biến tâm trạng bên trong của bà cụ Tứ sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi, cũng giống như chàng. Cái sự thay đổi của bà cụ Tứ ở đây thì chúng ta thấy được rằng là à, nó sẽ thể hiện qua hai trạng các em ạ. Thì chúng mình sẽ cùng với chị chuyển sang phần 2. Và cái phần này đấy chính là cái phần bên trong của nhân vật, đấy là diễn biến tâm lý. Rồi, chị sẽ có phần 2 nhỏ ở đây. Chết rồi, trên này nó bị định dạng, thế là nó đang bị ghi số 3 các em ạ. Để chị đợi chị một chút xíu, chị sửa cái phần này. Thì chắc là nó sẽ không được định dạng cái số 2 đấy. Phần 2, đấy, được rồi. Diễn biến tâm lý của bà cụ Tứ.
Trong phần diễn biến tâm lý của bà cụ Tứ thì quay lại cái việc mà chúng mình, chị Hiên đã phân đoạn cho chúng mình, thì bà cụ Tứ khác với chàng và thị chỉ có hai cái phân đoạn để thể hiện tâm trạng thôi. Đấy chính là trong cái đoạn đường mà chàng đưa thị về nhà, thì đấy là cảnh về nhà này. Rồi cái cảnh số 2, cái chặng số 2 đấy, thì đấy chính là vào buổi sáng ngày hôm sau. Thì chúng mình sẽ cùng chị tìm hiểu tâm trạng của bà cụ Tứ thông qua hai chặng đó. Trước tiên chúng mình tìm hiểu phần A, khi về đến nhà. A nhỏ, về đến nhà. Khi mà về đến nhà thì có lẽ là bà cụ Tứ chưa biết điều gì cả, nhưng mà đón nhận được cái sự khác thường của anh cu chàng, tức là con trai của bà. Hàng ngày thì anh chẳng thấy đâu, nhưng mà ngày hôm nay làm sao mà anh chàng lại hớn hở như một đứa trẻ, và gọi vào và hớn hở như một đứa trẻ như thế. U đã về rồi đấy ư? Rồi hắn còn lật đật chạy ra đón. Rồi hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Ban ngày mọi ngày có như thế đâu, vậy mà hôm nay chàng lại như một đứa trẻ reo lên khi thấy mẹ về. Trước cái sự thay đổi của nhân vật chàng như thế thì bà cụ Tứ cũng chưa biết điều gì xảy ra cả. Thì bà nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng rồi chậm chạp hỏi, có việc gì vậy? À, bởi vì bà đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, bà đâu có biết là chàng đã nhặt được vợ đâu. Nhưng mà thì bà khi mà đón nhận cái câu hỏi của bà cụ Tứ như thế thì chàng có trả lời như thế này, thì U hãy cứ vào trong nhà đã nào. Và lúc này thì bắt đầu trong tâm trạng của bà cụ Tứ bắt đầu có cái sự diễn biến này. À, bắt đầu thì bà phấp phỏng bởi vì không biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà bà vẫn theo chân con bước vào trong ngôi nhà lúc xúc ấy. Rồi khi đến giữa sân, dường như bà cảm nhận được một điều gì đó, thì bà lão bắt đầu đứng sững lại. Và quan trọng hơn cả, vào lúc này dường như bà đã nhìn thấy điều gì và bà ngạc nhiên. Và hơn thế nữa là bà còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này, trong cái cảnh nghèo đó như thế này, mà dường như lại có ai đó, một người lạ ngồi trong nhà của mình, ngồi trong giường của con trai mình. Và dường như lúc này thì bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bà ngạc nhiên vô cùng. Đây là nét tâm lý đầu tiên của bà cụ Tứ khi bước về nhà. Thì các bạn chú ý cho chị, đây là gạch đầu dòng đầu tiên. À, bà ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để thể hiện cái sự ngạc nhiên và không hiểu của bà cụ Tứ thì Kim Lân đã để cho bà cụ Tứ xuất hiện hàng loạt những câu hỏi liên tiếp. Và những câu hỏi này liên tiếp và dồn dập, liên tiếp và dồn dập. À, các bạn lại chú ý tiếp tục trong sách giáo khoa, những cái câu hỏi mà bà cụ Tứ đặt ra cho chính mình để thể hiện cái sự ngạc nhiên đó, để thể hiện cái sự không hiểu đó. À, các bạn chú ý vào cái phân đoạn mà bà lão phúc phỏng chấm chấm chấm, rồi bà lão càng ngạc nhiên hơn đó. Và để thể hiện được cái sự ngạc nhiên không hiểu đó thì bắt đầu hàng loạt những cái câu hỏi diễn ra trong đầu bà. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Hỏi chấm. Lại tiếp tục này, người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường của con mình thế kia? Hỏi chấm tiếp. Sao lại chào mình bằng U? Hỏi chấm. Không phải con cái đục mà ai thế nhỉ? Rồi hàng loạt những câu hỏi như thế để cho chúng ta thấy được rằng là bà lão lúc này đang không hiểu chuyện gì cả. Giống như mà khi chúng ta gặp một vấn đề gì đó xảy đến mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta cũng thường tự đặt câu hỏi ra cho chính mình, đưa ra những cái giả định. À, không phải cái này, cũng không phải cái kia. Thì ở đây bà cụ Tứ cũng như vậy. Kim Lân đã để cho bà cụ Tứ xuất hiện hàng loạt những câu hỏi như thế để thể hiện cái tâm lý ngạc nhiên rồi không hiểu chuyện gì. Được chưa nào? Sau khi mà bà cụ Tứ ngạc nhiên không hiểu, trước cái sự không hiểu và ngạc nhiên của mẹ, thì lúc này chàng lại tươi cười, rồi U hãng ngồi lên giường, ngồi lên cho chỉnh trệ cái đã nào. À, bà lão lúc này thì lập cập bước vào trong ngôi nhà. Và lúc này thì bà cụ Tứ đã bước vào trong ngôi nhà này rồi, thì bắt đầu gặp thị. Và thị tưởng rằng bà lão này thì già cả, điếc và chẳng nghe thấy lời chào của mình trước đấy. Thì thị đã chào lại một câu, U đã về ạ. À, để rồi trước cái lời chào của thị như thế thì dường như bà lão cũng vẫn rất là vẫn ngạc nhiên, vẫn không hiểu chuyện gì, sao lại có một người đàn bà lạ như thế chào mình bằng U. Và trước cái sự ngạc nhiên và bối rối băn khoăn của bà lão khi mà bà ngồi xuống giường, thì anh cu chàng có nhấn mạnh tiếp lời cho thị, để dường như để giúp mẹ nhận ra đây chính là người vợ của con. Thì chàng có nói như thế này,
Kìa, nhà tôi nó chào u. Rồi, tiếp theo, thấy mẹ vẫn chưa hiểu, bởi vì lúc này mẹ cũng vẫn rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ vì chẳng biết chuyện gì cả. Thì chàng vẫn tiếp lời, nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ. À. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số. Và sau cái lời bộc bạch bày tỏ của con trai mình như thế, thì dường như lúc này bà lão đã hiểu ra điều gì. Lúc này thì dường như bà lão đã hiểu ra vấn đề rồi. Và sau khi bà lão hiểu ra vấn đề thì bà lão hấp háy cặp mắt, dường như để cho đỡ nhoèn đi, để nhìn kỹ hơn cái người phụ nữ lạ kia đang ngồi ở giường của con trai mình. Đó thì đấy là đấy là những cái biểu hiện cho thấy cái tâm trạng ngạc nhiên và không hiểu của bà cụ tứ. Rồi, và cái phản ứng không hiểu của bà cụ tứ như thế này thì có lẽ là chúng ta thấy là cũng điều rất là dễ hiểu và hợp với tâm lý thôi. Bởi vì vốn dĩ là tậu trâu lấy vợ làm nhà là những việc vô cùng quan trọng của đời người. Và đặc biệt đối với cha mẹ thì gây dựng hạnh phúc gia đình cho con cái là chuyện vô cùng hệ trọng. Ấy thế mà trong chính cái cảnh nghèo đói như thế này thì bà cụ tứ lại thấy con của mình dẫn một người đàn bà xa lạ về. Mặc dù là chuyện hệ trọng đại sự thì phải xem xét kỹ lưỡng. Ấy thế mà lại đùng một cái con trai có vợ, một người đàn bà xa lạ gọi mình bằng u, rồi chào một cách rất là thân mật. Đó, tiếp theo đó thì bà lão chuyển từ ngạc nhiên không hiểu, tiếp tục hiểu ra cơ sự. Khi bà hiểu ra cơ sự thì lúc này cái thái độ, cái cảm xúc của trong của bà lão, của người mẹ già lúc bây giờ dường như xuất hiện rất nhiều những cảm xúc khác nhau và nó đan xen để thể hiện được cái sự phức tạp tâm lý của nhân vật. À, lúc này thì bà cụ tứ tự nhẩm với mình rằng bà hiểu rồi, và không những hiểu mà bà còn hiểu, bà còn cảm thấy ai oán và xót thương cho kiếp của con mình. Tại sao bà lại xót thương cho kiếp của con mình như thế? À, là bởi vì trong cái cảnh đói khát như vậy mà con mình nhặt được vợ, rồi chúng theo nhau về, biết rằng không biết là chúng có nuôi nổi nhau qua cái cơn tao đoạn này hay không. Bà thương cho số kiếp của con mình là thế. Nhưng ở đó chúng ta lại cũng thấy dường như bà cụ tứ đang trách cả chính mình nữa. Tại sao bà lại trách? Là bởi vì rõ phận làm cha mẹ phải gây dựng hạnh phúc gia đình cho con, ấy nhưng mình lại không thể. Rồi bà lão nghẹn lại với dấu ba chấm. À, và chính cái dấu ba chấm đấy cho chúng ta thấy được cái sự nghẹn ngào trong tâm trạng của người mẹ khi không thể lo được cho con một mái ấm gia đình. À, bà cụ tứ có nói như thế này. Các bạn chú ý vào cho chị trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ thấy được cái dẫn chứng. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con lúc ăn lên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này, còn mình thì ba chấm. Và chính cái sự ba chấm đấy là cái sự lửng của bà cụ tứ. Và thông qua đó thì chúng ta thấy được bà đang nghẹn lại và không thể nói được, bởi vì bà đang trách chính mình không lo được cho con. Rồi sau đó thì bà lão đã khóc, trong cãy mắt kèm nhèm của bà đã rỉ xuống hai dòng nước mắt. Đấy là những cái tâm trạng đan xen lẫn lộn khi mà bà cụ tứ bắt đầu hiểu ra cơ sự, hiểu về cái sự kiện mà người con trai của mình nhặt vợ. À, bà ai oán, bà xót thương, rồi bà lại tự trách chính mình. Và để rồi bà lão đã khóc, đôi mắt kèm nhèm của bà đã rỉ xuống những dòng, rứt những giọt nước mắt. Thì đấy là khi bà hiểu ra cơ sự. Và khi bà hiểu ra cơ sự rồi thì lúc này cái cao hơn cả đấy là bà thương con, nhưng cao hơn nữa là bà thương cái nàng dâu mới. Tình yêu thương nó không chỉ bó gọn giữa những người trong gia đình với nhau nữa, mà lúc này đó là tình thương của con người đối với con người, các em ạ. Không biết các bạn có còn nhớ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao hay không? Các bạn có nhớ nhân vật bà cô hay không? Thì chúng ta thấy được rằng nhân vật bà cô của Thị Nở, ế chồng. Nhưng khi thấy người cháu gái của mình là Thị Nở kiếm tìm được cái mảnh ghép để xây dựng hạnh phúc gia đình, thì dường như bà cô đó lại không cho phép Thị Nở quên anh Chí Phèo này. Và bà đã chửi Thị Nở. Thì đấy là chính là cái sự ích kỷ. À, nhưng đối với Kim Lân, khi xây dựng bà cụ tứ thì không hề. Khi thấy được con của mình có vợ
thì dường như lúc này thương con nhưng còn thương người hơn. Thì đấy chính là cái tình yêu thương mà Kim Lân muốn truyền tải cho chúng ta. Trong cái cảnh đói khát đó, chàng sẵn sàng cho thị theo về và cũng chẳng biết là tương lai của mình ra sao, nhưng mà vẫn quyết định đưa cái người con gái xa lạ đó về, biết rằng phía trước còn biết bao nhiêu khó khăn. Còn bà cụ Tứ cũng như vậy, cũng biết rằng cuộc đời của mình dằng dặc như thế, với biết bao nhiêu khổ đau bà đã trải qua. Chồng bà đã chết, con gái của bà là cái đục cũng chết, nhưng bà lại thấy được rằng con trai của mình có vợ. Rồi bà thương con, rồi bà thương con, bà thương người. Và cái người ở đây chính xác là thị, là nàng dâu mới. Được chưa nào? Và khi bà thương nàng dâu mới, à rồi không những chỉ thương đâu, mà bà còn có cảm giác có lỗi với nàng dâu này nữa. Là bởi vì khi người ta cưới hỏi thì ít ra cũng phải có dăm mâm để báo làng, báo xóm, nhưng mình lại chẳng có nổi lấy một mâm cỗ để báo làng, báo xóm rằng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình cho con. Đấy là cái tình yêu thương mà bà dành cho nàng dâu mới. Và để rồi từ đó bà đã chấp nhận nàng dâu này. Và bà nói rằng ừ thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau thì U cũng mừng lòng. Và bà cụ Tứ ở đây đã dùng chữ mừng lòng. Kim Lân cho bà cụ Tứ, để bà cụ Tứ dùng chữ mừng lòng thay vì vui lòng, thì chúng ta sẽ thấy được cái lòng nhân ái, cái tình yêu thương của con người dành cho con người với nhau. Và ở đó còn có cả tấm lòng vị tha nữa. À, và để rồi qua đó thì cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu mới diễn ra vô cùng là thân mật và đầm ấm. À, trước cái lời chia sẻ, trước cái lời chấp thuận của bà cụ Tứ thì dường như thị lúc này vẫn rất là bẽn lẽn. À, thị dường như lúc này vẫn lo lắng một điều gì ấy. Thì bà cụ Tứ có nói thêm một câu như thế này. À, con cứ ngồi xuống đây, ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Rồi bà lão hạ thấp giọng thân mật. Và chính điều đấy cho chúng ta thấy được rằng bà đã chính thức chấp nhận người con gái xa lạ kia về làm con của, về làm con dâu trong nhà, về làm vợ của chàng là con trai của mình. À, bà chấp nhận nàng dâu mới này với sự bao dung và lòng thương chia sẻ của con người với con người. Đó, các em thấy không? Trong cảnh đói như thế, nhưng người ta vẫn quyết yêu thương nhau, đùm bọc lấy nhau là như thế. Cái sự đùm bọc đó không những thể hiện ở bà cụ Tứ với nàng dâu mới, mà ở đó ta còn thấy với chàng, với thị. Và tất cả những nhân vật mà Kim Lân xây dựng thì chúng ta đều thấy rằng con người với con người, dù đói khát nhưng họ vẫn yêu thương đùm bọc lấy nhau. Và trong chính cái sự yêu thương đùm bọc này, trong chính cái sự yêu thương đùm bọc này, thì dường như rằng người mẹ nghèo khổ đó cũng dường như nhìn thấy tương lai của gia đình họ, nhìn thấy tương lai của cặp vợ chồng son. Nhưng Kim Lân vẫn quyết định để cho bà cụ Tứ, một người mẹ nghèo, một người mẹ già cả như thế, đặt niềm tin vào trong lòng tay của bà cụ Tứ, để rồi bà cụ Tứ thắp lên cái niềm tin đó cho đôi vợ chồng trẻ. À, thì lúc này chúng ta thấy rằng tiếp theo bà cụ Tứ sẽ gieo niềm tin cho con cái. Gieo niềm tin cho con cái, hướng con cái đến tương lai và khao khát ánh sáng, khao khát tương lai. À, cái điều này thì được thể hiện qua lời dặn của bà cụ Tứ đối với các con. Nhà ta thì nghèo con ạ, vợ chồng chúng may bảo nhau mà làm ăn, rồi may ông giời cho khá, biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, rồi ra thì con cháu chúng mày về sau. Và chính cái triết lý ai giàu ba họ, ai khó ba đời này chúng ta cũng đã từng gặp trong ca dao. Không biết có các bạn có còn nhớ cái bài 10 chứng hay không? Thì ngày xưa chị đi học thì chị cũng đã rất ấn tượng với bài 10 chứng này. Cả 10 quả trứng đấy thì đều ung hết. Ung mất 7 quả còn 3 quả, để ra 3 quả thì con diều gấp, con quả tha. Nhưng chị ấn tượng vô cùng với hai cái câu cuối. Chớ than thật phận khó ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Thì chính cái niềm tin, cái niềm khát khao hướng về ánh sáng này không chỉ có trong nhân vật của bà cụ Tứ, mà ta còn thấy đó là một cái truyền thống từ ngày xưa từ cha ông ta để lại rồi. Thì cái niềm tin mà bà cụ Tứ gieo vào cho con cái đấy, chúng ta thấy đấy chính là cái triết lý kinh nghiệm
của một đời người đã sống với biết bao nhiêu là vất vả, lam lũ. Cả một đời người đã từng trải như vậy, để rồi bà kinh qua biết bao nhiêu khó nhọc, bà đã để lại cho con cái bài học sâu sắc. Đấy là chúng ta cần phải có niềm tin vào tương lai, khao khát về sự sống. Rồi ở đó, chính cái niềm tin mà bà gieo cho vợ chồng Son, cái cặp vợ chồng trẻ đấy, sẽ giúp họ vượt lên cái nạn đói đó. Bởi vì chính cái lời động viên của mẹ, chính cái lời dặn dò của mẹ đó là một lời động viên chí nghĩa và chí tình. Không biết là vì sao nhà văn Kim Lân lại để niềm tin vào bà cụ Tứ, một người mẹ già cả đến như thế. Thì có lẽ chúng ta hãy quay trở lại cái quan niệm của nhà văn Kim Lân khi nhà văn Kim Lân viết về tác phẩm này. Thì tức là khi viết về cái đói, dường như tất cả các tác giả khác đều cho chúng ta thấy được cái hiện thực thảm khốc của nạn đói. Rồi dường như trong cái cảnh bi thảm và khốn cùng đó thì người ta thường nghĩ đến cái chết. Nhưng riêng với Kim Lân muốn viết một chuyện ngắn với ý khác. Và cái ý khác mà Kim Lân muốn viết ở đây, đấy chính là trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết, nhưng những con người ấy vẫn không nghĩ đến cái chết mà hướng tới sự sống, vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng vào tương lai, và họ sống cho ra con người. Chính cái quan niệm ngay từ đầu sáng tác như vậy, thế nên rằng chúng ta thấy được rằng bà cụ Tứ đã gieo niềm tin cho con cái, khao khát tương lai và hướng về ánh sáng, để cho vợ chồng trẻ đó có cái niềm tin để tiếp tục sống và tiếp tục vượt qua cái nạn đói đó. Nhưng các em ơi, nếu như chỉ dừng lại ở cái việc gieo niềm tin cho con cái thôi, thì chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết tấm lòng của một người mẹ. Các bạn chú ý tiếp cho chị. Khi mà niềm vui, khao khát hướng về sự sống chưa được bao lâu, thì chúng ta lại thấy cái niềm lo âu lại ập tới. Tại sao niềm lo âu lại ập tới đến như vậy? Bởi vì hiện thực quá là khắc nghiệt. Các bạn chú ý cho chị trong cái phân đoạn mà cái bóng tối nó tràn ngập. À đây, bà lão. Đây, các bạn đợi chị một chút xíu để chị tìm cái đoạn phân đoạn đấy nhá. Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Và để rồi cái bóng tối đã chùm lấy hai con mắt của bà. Cái không khí của sự chết chóc tiếp tục quay lại đây. À, ngoài xa, dòng sông trắng uốn khúc trong cánh đồng tối, mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở nhẹ một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út, nghĩ về cuộc đời của mình, và rồi tự nhủ không biết rằng chúng nó lấy nhau và cuộc đời chúng nó có liệu hơn bố mẹ trước kia hay không. Đó. Thì đến cuối cùng, dù là đã gieo niềm tin cho các con, nhưng chính trong tâm của bà vẫn luôn lo âu. Khi mà cái không khí của sự chết chóc vẫn bủa vây xung quanh, cái sự lo âu này các bạn có biết bắt nguồn từ đâu hay không? Nó không hẳn là vì hiện thực cuộc sống quá tàn nhẫn, quá khốc liệt và khiến bà cảm nhận cái sự lo âu này đâu. Quan trọng hơn cả, đấy chính là tấm lòng của một người mẹ yêu thương con. Bất kể một người mẹ nào trên cõi đời này, dù đông tây kim cổ hay bất cứ một thời đại nào, thì cũng dành một cái tình yêu thương vô hạn đối với con cái. Bà lo không phải lo cho cuộc đời của bà, bởi vì bà đã kinh qua quá nhiều gian khổ. Nhìn lại thì dường như chẳng còn gì để mất nữa. Một người với cái độ tuổi đã gần đất xa trời rồi, nhưng ở đây bà lo là lo cho đôi vợ chồng trẻ, cho chàng, cho thị. Không biết là chúng nó có nuôi nổi nhau qua cái tao đạn này hay không. Chẳng biết rồi tương lai của chúng nó có hơn bố mẹ nó trước kia hay không. Đấy là nỗi lo lắng của một người mẹ, một người sắp gần đất xa trời dành cho những người con của mình. Dường như trong mắt người mẹ thì những đứa con, dù có lớn đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn là những đứa con bé bỏng. Thì ở đây tâm trạng của bà cụ Tứ, cảm xúc của bà cụ Tứ là như thế, thế nên bà lo. Đó, thì đấy chính là cái tâm trạng, cái cảm xúc, cái diễn biến tâm lý của bà cụ Tứ khi mà chàng đưa thị về nhà. Đấy là cái sự lo âu của một người mẹ dành cho những đứa con của mình. Các em ạ, dường như cái sự lo lắng của bà cụ Tứ đấy, nó sẽ đại diện cho những người mẹ trên khắp đất nước Việt Nam ta. Thì chị nhớ những câu thơ như thế này: cả cuộc đời mẹ một nắng hai sương,
lặng lẽ bước chân trên đường mưa gió. Bởi thương con, mẹ lần mò vượt khó, dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng. Thì đấy là cái sự lo âu mà bà cụ Tứ dành cho những người con của mình. Nhưng cái sự lo âu đó sẽ dường như sẽ mất đi, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng sau cái chặng về đến nhà này thì chúng ta còn có cái chặng số 2. Khi mà chúng ta phân tích diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ, đấy là vào buổi sáng ngày hôm sau các em ạ. À, và buổi sáng ngày hôm sau này thì với cái sự góp mặt của nhân vật Thị, đấy là nàng dâu mới, khiến cho cái quang cảnh của ngôi nhà lúc xúc đó được thay đổi. Rồi tâm trạng của nhân vật chàng thay đổi, tâm trạng của nhân vật bà cụ Tứ cũng thay đổi. Dường như Thị đã tiếp cho chàng và bà cụ Tứ cái sức sống, cái niềm tin mãnh liệt, cái khao khát hạnh phúc, khao khát hướng về ánh sáng. Đấy chính là vào buổi sáng ngày hôm sau. Được không ạ? À, vào buổi sáng ngày hôm sau này thì dường như niềm vui khi mà đón nàng dâu mới đã khiến cho người mẹ già vốn với cái dáng đi lọng khọng, rồi tiếng ho hùng hắng, dường như sáng ngày ra thì đã nhẹ nhõm và tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bùng beo u ám của bà cũng rạng rỡ hẳn lên. À, đây các bạn chú ý chị, vào buổi sáng ngày hôm sau thì bà lão khác ngày thường, bà đã nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi khuôn mặt bùng beo ngày thường cũng đã rạng rỡ lên. Thì đó là bà cụ Tứ. Và không những thế thì bà còn dậy sớm. Dậy sớm để làm gì? Dường như cùng với nàng dâu mới thu vén, dọn dẹp, quét tước để cho cái ngôi nhà đó dường như chính thức là một tổ ấm của những con người nghèo khó với nhau. Dậy sớm cùng nàng dâu mới để dọn dẹp, quét tước, thu dọn. Để chơi nào? À, để thu vén cho ngôi nhà của mình, cho cái tổ ấm của mình. Thì đó. Và tiếp theo đó, cái tâm trạng của bà cụ Tứ, cái diễn biến của bà cụ Tứ còn được thể hiện qua bữa cơm ngày đói. Và trong bữa cơm ngày đói thì các bạn ơi, dường như lúc này thì bà cụ Tứ chỉ toàn nói chuyện vui, chuyện sướng thôi. Đó. Trong bữa cơm ngày đó thì bà cụ Tứ chỉ nói chuyện vui, chuyện sướng. Nói chuyện vui, chuyện sướng về sau, các bạn chú ý trong sách giáo khoa thì sẽ có những cái dẫn chứng như thế này. À, chàng ạ, khi nào có tiền tao mua lấy đôi gà. Tao tính rằng cái chỗ bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem. Đó, các bạn thấy không? Trong buổi sáng ngày hôm sau, với tràn đầy sức sống khi mà căn nhà được thay đổi, được quét tước dọn dàng, thì trong chính bữa cơm ngày đói đó không còn cái sự lo âu của buổi chiều hôm trước nữa, mà thay vào đó người mẹ tiếp tục tiếp hy vọng cho những đứa con của mình bằng cách chỉ nói chuyện vui, chuyện sướng thôi. Mặc kệ không khí chết chóc có bùa vây hay như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Trong bữa cơm ở đây, khi mà bữa cơm có nàng dâu mới, trong bữa cơm đầu tiên ấy, bà chỉ nói chuyện vui, chuyện sướng. Và để rồi tiếp thêm hy vọng vào tương lai cho con cái, tính chuyện tương lai cho vợ chồng trẻ là mua lấy đôi gà, rồi làm chuồng gà chỗ này thì tiện quá, ngoảnh đi ngoảnh lại lại có đàn gà cho mà xem. Và trong bữa cơm ngày đói đó thì bà cụ Tứ dường như còn đãi đôi vợ chồng trẻ. À, các bạn biết đãi cái gì không? À, đãi hai đứa con của mình một nồi chè khoán. Nếu như một nồi chè khoán này thì chắc lẽ có lẽ cũng bình thường thôi. Nhưng mà bà lão, cái tâm trạng của bà lão khi thiết đãi hai đứa con vào buổi sáng ngày hôm sau một nồi chè khoán, các bạn chú ý cho chị này. À, bà lão nói như thế này: chè đây, à, biết thừa là cám đắng chát rồi ấy, thế nhưng mà bà lão khi mang cái nồi chè cám đấy ra để đãi hai người con của mình thì bà nói rằng: chè đây, chè khoán đây, ngon đáo để cơ. Mặc dù biết rõ đấy là cám, là đắng chát, đấy là nghẹn bứa cổ họng ấy, thế nhưng bà lão cũng vui vẻ, và bà lão nói rằng:
ngon đáo để cơ. À, và để rồi cám đấy mày ạ, ngon đáo để cứ thử ăn mà xem, xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy. À, thì đấy chính là cái bữa cơm ngày đói được mẹ thiết đãi với một nồi chè khoán, à, cùng với một cái mệt rau thái dối. Thì đấy là bữa cơm ngày đói, các bạn thấy không? Dù là chẳng có gì để ăn, phải ăn cám, thế nhưng trong chính tâm trạng của bà cụ Tứ lúc này, bà vẫn nhen lên cái niềm hy vọng về tương lai cho hai đứa con của mình, vẫn ngon đáo đấy. Và để rồi trong xóm ta khối nhà chẳng có cám mà ăn đấy. À, trong sau cái câu nói đấy thì chúng ta biết rằng gia cảnh của bà cụ Tứ lúc này, gia đình của bà cụ Tứ còn hơn ối nhà trong xóm. Vẫn có cái mà ăn, vẫn có cái mà để cho vào bụng, để kéo dài sự sống, để mong rằng cùng nhau qua được cái cơn đói khát này. Và để rồi chúng ta thấy rằng khi mà cái bữa cơm ngày đói đó với một nồi chè khoán, thì tất cả mọi người đều im lặng, cả ba nhân vật đều im lặng. Và chính cái sự im lặng đó đã cho chúng ta, lại tiếp tục cho chúng ta cái đói lại bủa vây, lại tràn về. Và bà lão lúc này đã quay đi và để cho hai người con không thấy mình khóc. Đã quay đi để các con không thấy mình khóc. Đã quay đi để cho các con không thấy mình khóc. À, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Một người mẹ yêu thương con hết mực, nhen cho con niềm tin, hy vọng vào tương lai. Nhưng để rồi chính bà vẫn phải quay đi để cho các con không thấy mình đang khóc trước cái cảnh đói khát như vậy. Chính cái điều đó lại càng cho chúng ta thêm cái tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho người các con. Cái sự lo lắng của một người mẹ dành cho các con là như thế. Dường như lúc này chúng ta tự hỏi lòng mình xem, chúng ta có mẹ và mẹ của chúng ta có như thế hay không? Các bạn đang học khuya như thế này thì liệu rằng bố mẹ của các bạn có lo cho các bạn hay không? Hay dường như đang chuẩn bị sẵn cho các bạn một bữa ăn đêm để tiếp thêm sức để các bạn có thể chiến hết đêm nay cùng chị Hiên hay không? Thì đấy là tấm lòng của người làm cha, làm mẹ, được chưa nào? Và chị mong rằng là khi chúng mình nghĩ đến người làm cha, làm mẹ đang lo lắng cho chúng ta như thế, thì chúng ta ngồi đây học cùng với chị, mong rằng là chúng mình sẽ không buồn ngủ nữa, mong rằng là chúng mình sẽ cùng nhau chiến hết đêm nay để những cái năm tháng mà chúng mình ngồi trên ghế nhà trường không uổng phí. Không chỉ là uổng phí của các bạn, mà ở đó còn là công sức của cha, của mẹ lo cho các con, lo cho các em nữa. Thế nên chị mong rằng là thông qua nhân vật bà cụ Tứ này, dù rằng chúng mình đã biết là bà cụ Tứ đã thi vào đầy minh họa rồi, thì 100% hay 99% là bà cụ Tứ sẽ không ra nữa. Nhưng chị hy vọng rằng sau nhân vật bà cụ Tứ thì sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn. Bởi vì các bạn biết rồi, chúng mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho những người thân yêu. Và những người thân yêu đó chị tin không ai khác, đấy chính là gia đình của các em. Và gần nhất đấy là mẹ, là cha của các em đấy. Thế nên cố gắng lên các em nhé. Và thông qua nhân vật bà cụ Tứ này thì có lẽ là chúng mình sẽ cùng nhau chốt với nhau với nhân vật này một chút xíu, đúng không nào? Bởi vì thông qua diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ qua hai chặng, đấy chính là buổi sáng ngày hôm sau và buổi chiều ngày hôm trước khi mà chàng đưa thị về nhà như thế, thì thông qua đó chúng ta thấy bà cụ Tứ này là người như thế nào. Thì các bạn dùng cho chị một cái dấu suy ra, mình sẽ có một cái phần tiểu kết về nhân vật bà cụ Tứ các em nhé. Tiểu kết cho chị về nhân vật bà cụ Tứ, được chưa nào? Rồi, chúng mình sẽ có cho chị một cái dấu suy ra ở đây, được chưa nào? Chúng mình tiểu kết về nhân vật này nhé. Tiểu kết về nhân vật bà cụ Tứ. Thì điều đầu tiên các bạn thấy ở nhân vật bà cụ Tứ này đấy là gì? Đấy chính là tấm lòng của một người mẹ dành cho các con. Đấy là tình mẫu tử sâu nặng. Các em ơi, khi nói đến đây, khi học đến bà cụ Tứ biết là không vào, nhưng chúng mình cũng có thể dùng để làm dẫn chứng liên hệ với các tác phẩm khác. Thì gần nhất trong chương trình lớp 12 thì các bạn có thể liên hệ với nhân vật nào nhỉ?
với nhân vật người đàn bà hàng trai đúng không? Với tình yêu thương con cái như thế thì chúng mình cũng có thể lấy để liên hệ các em nhá. Tình mẫu tử. Và cái tình mẫu tử đấy chính là thể hiện cái đạo lý xưa nay của con người Việt Nam. Cái sự kiêu mang che chở của những người mẹ dành cho những người con, của những cổ con người dành cho con người. Đấy là sự kiêu mang che chở, sống với nhau vô cùng là nhân ái. Rồi qua đây thì chúng ta thấy được rằng dẫu có khó khăn, dẫu có gian khổ thì chúng ta thấy rằng chính bà cụ Tứ đã gieo cái niềm tin. Và chính niềm tin của bà cụ Tứ là tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan, được chưa nào? Tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào những hạnh phúc bé nhỏ ở đời. Tin tưởng vào tương lai và khát khao hạnh phúc. Chẳng phải bà cụ Tứ, chẳng phải chàng mà cũng chẳng phải thị. Ngay như chúng ta ngồi ở đây thôi, là chị, là các em, là tất cả chúng ta đều khao khát có một hạnh phúc. Vậy thì Kim Lân đã đi trước chúng ta nhìn thấy điều đó, là hiện thực cuộc sống, là tất cả những gì đã đặt để trong bà cụ Tứ, đặt để trong chàng và thị. Và bây giờ soi chiếu chính lòng mình thì chúng ta cũng thấy rằng ai trong tất cả chúng ta đều cũng sẽ hướng về tương lai, đều khao khát có một hạnh phúc. Và chính cái việc mà các em đang ngồi đây chiến với chị đến 1-2 giờ sáng cũng chính là cái là một cái điều cho chúng ta thấy là các em cũng đang khao khát hạnh phúc đấy chứ. Các bạn cũng đang tin tưởng vào tương lai của chính mình đấy chứ. Các bạn cũng tin rằng là mình sẽ làm được và mình sẽ vượt qua những cái giờ phút có thể nói rằng các bạn cho rằng là khó khăn nhất, mệt nhọc nhất, nhưng rồi cũng sẽ qua và các bạn cũng sẽ làm được như cách mà bà cụ Tứ đã gieo niềm tin cho chàng và thị, được chưa nào? Và thông qua tất cả những điều đấy, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một người mẹ nghèo ấy đã thắp niềm tin vào cuộc đời cho chúng ta. Trong cái cảnh đói khát quay quắt đó thì con người vẫn tin vào tương lai mà vui sống, mà khát khao hạnh phúc. Bởi vì chính Kim Lân đã từng quan niệm khi mà người ta viết về cái đói thì tôi không muốn viết về cái đói, cũng chẳng muốn về cái, cũng không muốn viết về cái chết, nhưng mà tôi sẽ viết theo một ý khác. Con người ta vẫn hướng về tương lai, con người ta vẫn sống, sống làm sao cho ra con người. Thì đấy là bà cụ Tứ của Kim Lân, là cách mà Kim Lân đã đưa cái quan niệm của mình để cho các nhân vật thể hiện. Và để rồi thông qua đó, chúng ta nhận ra những cái bài học sâu sắc trong cuộc đời. Các em ạ, sống phải có niềm tin, phải khát khao, phải hướng tới tương lai các em nhá. Thế nên rằng tương lai của chúng ta các bạn biết là gì không? Là tiếp tục chiến tiếp nhân vật thị. Và nhân vật thị là một nhân vật rất rất là quan trọng. Thế nên là với nhân vật quan trọng như thế thì chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Hiên để các bạn sẽ chiến tiếp một nhân vật có lẽ là sẽ vào đề thi của các em đấy. Nếu như không vào cả hình tượng nhân vật thị thì có lẽ diễn biến tâm trạng của nhân vật thị qua các chặng hay những phân đoạn phân tích nhân vật thị thì cũng có thể vào đấy. Thế nên bây giờ có lẽ là chúng mình sẽ cùng chào đón để quay trở lại với chị Hiên. Chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục phân tích nhân vật thị các em nhé. Rồi, có lẽ là bây giờ chị sẽ hẹn gặp lại các em vào một tác phẩm khác hoặc là một nhân vật khác. Nhưng mà chị muốn nói với các bạn một cái điều nho nhỏ này thôi. Cái nhân vật khác đó thì các bạn cũng cứ yên tâm là những cái nhân vật nó chỉ phụ thôi. Thì chúng mình với những nhân vật phụ thì mong rằng là chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau để chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện nhiều hơn nhé. Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé.